Chứ sống ở trên đời mà bị người ta xem mình là cái người vô dụng, mẹ nó chua lắm, nó đau đớn, nó tàn nhẫn còn hơn là chết chứ. Cái người mà mời tôi tham gia cái phim này là hai cái người đồng nghiệp mà tôi cũng rất là quý. Thứ nhất là Hồng Vân, và cái người thứ hai đặc biệt nữa đó là Hồ Hoàng Sơn. Thì có thể nói là đây là lần đầu tiên trong cái công việc chuyên môn nghệ thuật thì Hoàng Sơn là người đặt vấn đề mời tôi cộng tác, chứ tôi cộng tác với Hồng Vân thì đã cũng nhiều lần rồi, cho nên đây là một cái chi tiết rất là quan trọng. Thì cái điều đó nó cho tôi một cái sự hào hứng. Cái hào hứng nữa đó là cái người đạo diễn của cái phim này lại là Hoàng Hải, là con trai của Hoàng Sơn, là một cái chi tiết nó rất là đặc biệt mà tôi rất là thích thú. Bởi vì ngày xưa đó Hoàng Sơn đã từng dắt Hoàng Hải lúc đó là còn nhỏ xíu đi xem ngày xưa đó. Thì bây giờ tôi không tưởng tượng được, và tôi cũng bất ngờ là không ngờ bây giờ Hoàng Hải lớn đến như vậy và đã trở thành một đạo diễn phim. Cho nên tự nhiên nó trong tôi nó có một cái thôi thúc là mình muốn làm một cái gì đó có thể gọi là góp sức của mình vào một cái tác phẩm, một cái sản phẩm mà của đứa cháu của mình nó đứng với cái danh nghĩa là một đạo diễn. Đấy, thì cái đó nó có tính chất là truyền cái cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho nhau. Đây là một cái chi tiết rất là quan trọng. Và cái nhân vật của tôi có lẽ Hồng Vân và Hoàng Sơn cảm thấy nó phù hợp với cái khả năng diễn xuất của mình, với cái độ tuổi của mình. Cho nên khi mà tôi đọc qua thì tôi cảm thấy rất là vui, là bởi vì hai cái người bạn đồng nghiệp của mình đã chọn một cái vai cho mình tương đối rất là vừa phải, vừa đủ để góp sức mình, mà nó không quá nhẹ ký để mình có thể trình diễn được cái khả năng diễn xuất của mình. Nói chung được góp một cái phần của mình vào cái công việc của những cái người bạn đồng nghiệp, được gặp lại những cái người bạn cũ như chị Kim Xuân, như là anh Bạch Long, như Thanh Bình, vân vân, những người bạn đồng nghiệp của mình, và đặc biệt là được góp phần của mình vào một sản phẩm của một đứa cháu đó là Hoàng Hải, thì tôi rất là phấn khởi, tôi rất là thích thú được tham gia cái phần công sức của mình. Chơi với Bin thì Bin nó nói là vậy thì phim sau anh sẽ chơi với em nha, thì cũng ok chơi, tại vì do cận Tết á cho nên là nó hơi bị cập rập thời gian. Em có thể tiết lộ một chút xíu về cái vai diễn của mình trong cái vai diễn của em tâm lý nặng lắm á, là anh nhân viên bốc hàng xong nói chuyện với anh Hoàng Sơn một vài câu rồi hết và nặng, cho nên là hôm qua giờ em nuôi suy nghĩ tóc bạc không mà suy nghĩ nuôi tâm lý rồi các bạn luôn trong một đêm đấy. Trong một đêm là vai diễn nặng quá đúng không? Nặng vai nặng. Đây là phim đầu tay của anh em mình thì mình phải ủng hộ nó hết mình bằng cách là mình sẽ xin mọi người hãy ủng hộ và cũng như là tiếp lửa đam mê cho những người mới, những người mà không phải riêng ngại nhưng phải mới hay những người mà kiểu như là phim đầu tay của họ thì mình nên tiếp lửa để mình giúp cho họ sẽ có động lực để mà phát triển nhiều hơn, làm nhiều phim hay hơn để phục vụ cho khán giả. Em có thể chia sẻ một chút xíu về cảm nghĩ của em khi về Hoàng Hải, cái sản phẩm này, chia sẻ cảm nghĩ của em. Em thấy Hải đang làm việc tập trung hơn 100%, làm việc rất là cao độ và mặc dù nhìn có vẻ là
hơi xanh xao một chút, nhưng mà em thấy Hải rất là tuyệt vời khi mà đảm nhận cái vai trò đạo diễn của phim lần này. Hy vọng thì mọi người sẽ ủng hộ cho Hải em tôi trong cái phim lần này. Like cái kênh subscribe Hoàng Sơn Official. Nhớ nha, like và subscribe cái kênh Hoàng Sơn Official. Ok, với bạn mọi người. Đây là ông nhà tao, 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 hôm ấy đây là ông nhà tao, đây là ông nhà tao, yeah. Ông nhà tao rám nắng đèn trên người không hình xăm, ông nhà tao bên ngoài sáng sủa nhưng mà bên trong tình thâm, ông nhà tao sống trước chưa do thường đi tùm lum, lên con xe nổ máy ông bật chế độ là bum bum bum, yeah. Tao cố gắng phấn đấu như là ông nhà tao, biết biến tàu luyện dấu các thứ rồi bước mình lên trên cao, cứ bước tiếp như là ông nhà tao, nhúc nhích tiến tới khách xong rồi tao cháy cùng ông nhà tao, yeah. Biết quan tâm anh em xung quanh là điều tao cố gắng hoài, ông dạy tao tình cảm là để vun đắp chứ đừng có lấy nó sai, khi gặp phải chướng ngại đừng bỏ lại vì luôn có hướng giải quyết, không quan tâm thị phi suy nghĩ tiêu cực tất cả chỉ là giả thuyết, là cờ vừa phá mất lo đi cày là cờ gặp phát hôm nay cùng nhau cháy, ta mời ông nhà ta mỗi khi ông đắm mình trong công việc, ông cháy lớn của mấy anh em và mấy anh em của ông đông thiệt, yeah.